Xin kính chào quý vị và các bạn. Thời tiết ở khu vực Trung Bộ hiện đang có sự phân hóa. Cụ thể, trong khi các tỉnh thành phía Nam dọc từ Đà Nẵng xuống đến Phan Thiết trưa chiều nay vẫn có nắng, nhiều nơi nắng nóng 35-36 độ C, thì ở khu vực Bắc miền Trung, từ Thanh Hóa xuống đến Thừa Thiên Huế chiều và tối nay sẽ tiếp tục có mưa rông, tiềm ẩn với lốc xét, gió giật mạnh, ngập úng vùng trũng thấp. Trên biển, nhiều vùng biển cũng đang có mây dày bao phủ. Nhìn trên ảnh mây vệ tinh có thể thấy vùng có mây dày gây mưa rào nặng hạt là ở phía nam của vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Cà Mau cho đến Kiên Giang, ra ngoài khơi phía đông của khu vực giữa biển Đông và nam biển Đông. Dự báo mây sẽ còn phát triển trong chiều và đêm nay. Mưa nhiều khiến cho tầm nhìn xa ở các vùng biển này giảm thấp dưới 10 km, di chuyển tàu thì quý vị cần phải chú ý. Ngoài ra trong mưa còn tiềm ẩn với lốc xoáy và gió giật mạnh nguy hiểm. Bà con ngư dân cần chuẩn bị các phương án để có thể đảm bảo an toàn. Trái lại ở vùng biển, quanh huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vào đến ven bờ từ Quảng Trị xuống đến Cà Mau, chiều và đêm nay duy trì thời tiết tốt, trời ít mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió không quá cấp 4 với độ cao sóng là từ 0,50m cho đến 1,50m, biển êm. Những ngày tới thời tiết ít có sự thay đổi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin thời tiết đáng chú ý trong các bản tin thời sự tiếp theo